thời gian qua tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp trong đó thì có nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức phát tán tin nhắn rác cuộc gọi mạo danh và để hạn chế tình trạng này thì cùng với việc kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác thì cơ quan chức năng các doanh nghiệp diễn thông cũng đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp ngăn chặn theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp diễn thông đã chặn khoảng 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao lừa đảo mỗi tháng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp diễn thông hoàn thành đối soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao của 125 triệu thuê bao đang hoạt động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó đã xử lý 17 triệu thuê bao có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với thông tin và 10 triệu thuê bao thuộc tập sử dụng một giấy tờ tùy thân để đứng tên hơn 10 SIM, góp phần ngăn chặn tình trạng phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Qua ra, mỗi tháng các doanh nghiệp diễn thông đã chặn khoảng 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như là đảm bảo SIM chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều SIM và quy định trách nhiệm đối với thuê bao đăng ký sở hữu trên 3 SIM, xử lý các SIM có thông tin không đầy đủ, không chính xác.